Bộ Xây dựng lên tiếng về đoàn thanh tra vòi tiền chục tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, thực hiện kế hoạch của Thanh tra Bộ Xây dựng năm 2019, hiện nay Thanh tra Bộ Xây dựng đang có một đoàn thanh tra về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt. Bộ Xây dựng khẳng định luôn quán triệt, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh và thực hiện công tác thanh tra, hoạt động của các đoàn thanh tra theo các quy định của pháp luật. Đặc biệt, để thực hiện chỉ thị 769/2019 của Thanh tra Chính phủ, ngày 3 tháng 6 năm 2019, vừa qua Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã ban hành văn bản về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, cán bộ thanh tra bộ. Trước sự việc này, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi, nắm bắt tình hình. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bộ Xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm thông tin từ bộ này cho hay. Bộ Xây dựng hứa sẽ cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý vụ việc trên đến các cơ quan thông tấn báo chí. Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng ngày 13 tháng 6, một lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường xác nhận, lực lượng chức năng, cơ quan an ninh có tiến hành lập biên bản hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại địa bàn vào chiều qua 12/6. Trong quá trình làm việc, nội dung làm việc cụ thể thế nào chúng tôi không nắm được. Nếu phóng viên muốn biết thông tin liên quan mời liên hệ với cơ quan công an, vị này cho hay. Được biết, tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra vừa hoàn tất việc thanh tra theo kế hoạch tại thành phố Vĩnh Yên, đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thì bị lập biên bản vào ngày 12 tháng 6 vì có hành vi đòi chung chi lên đến chục tỷ đồng. Thế Kha Nguyễn Trường. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.